Yeah!
ta phải cứu T-Rex. Cố gắng lên. Có vẻ như nó đã bị chiếm mất lãnh thổ. Tạm thời hãy để nó ở đây. Yes sir. Có chuyện gì vậy? Có chuyện gì? Bình tĩnh thôi. Tiến sĩ, chúng ta phải giết T-Rex xanh. Nếu không nó sẽ giết tất cả mọi người. Trời ơi, dừng lại. This time, I will regain my dignity and
rule over the Jurassic Park. I am the king of the T-Rex. Như nó đã giết anh ấy. Đi thôi, chúng ta phải bắt nó lại.
Lake đang ở gần đây. Ra đi nhanh lên. Today, an evil T-Rex has come to challenge me for dominance over the Jurassic Park. The loser will have to leave.